san bái ủ sứ san thiên. Ngày 8, Ừ, quả thật rất ngon đấy. Ừ, mắn hào đó. Ừ,确实 mán ừ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung Bỏ thời gian nhìn một cái Châu không khai diễn ngắn một chút càng đẹp hơn. Toái gì để ở cửa khó khăn? Sẽ có vẻ chân ngắn. Quyền sản thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biêu trên sản chỉ là sự bao nhiêu tiền? thả lỏng một chút không khí. Chính xung ý, ý chỉ phân. Trời ạ, à, thật hay giả vậy? Thiên à, rất là giả Sau này sẽ có dịp. Khâu khỏe yếu chi. Bán thế nào? sờm không sao, không ảnh hưởng gì, mấy quan chỉ, chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ, Khẳng định khỏe, hài lòng một trăm phần trăm, bảy phần dư bài tờ máy. tiền lẻ. lính chiến. 四千四十六万。